nhiều F0 rất là băn khoăn là sử dụng thuốc điều trị Monunaviria khi nào và họ uh, suy nghĩ là có nên uống ngay khi xác định là F0 hay không và lời khuyên của bác sĩ thì như thế nào đối với vấn đề này ạ? Thì uh, kính thưa bà con thì uh, đối với thuốc uh, mà gọi là đặc trị để chúng ta điều trị Covid hiện nay thì uh, Monunaviria là một trong những thuốc mới. À, mặc dù qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm thì thấy hiệu quả vẫn có. Tuy nhiên, đây là một thuốc mà đã được đã cấp phép, có điều kiện. Tức là việc theo dõi về hiệu quả, mức độ an toàn cũng như là à, an toàn của của thuốc thì đang vẫn được tiếp tục được theo dõi. Do đó chúng ta không nên là nhất là tích trữ và chúng ta không nên là sử dụng mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Tất cả những kf không mà chúng ta có dùng thuốc Monomiravir thì đều phải là được kê đơn hướng dẫn từ bác sĩ. À, hiện nay thì đối với Monomiravir chỉ định của thuốc thì nó chỉ dừng ở thứ nhất là những ca xác định là COVID-19 à, mức độ nhẹ cho đến trung bình à, và sử dụng cho nhờ đối tượng là trên 18 tuổi. À, một số chống chỉ định chúng ta cũng nên biết đó là thứ nhất là phụ nữ có thai thứ hai là trong phụ nữ có trong giai đoạn cho con bú hoặc là những đối tượng phụ nữ trong giai đoạn mà có khả năng sinh sản thì chúng ta trong giai đoạn uống thuốc chúng ta nên sử dụng các biện pháp tránh thai à, trong lúc à, điều trị cũng như là sau 5 ngày kể từ khi ngưng thuốc và nam giới cũng vậy trong độ tuổi sinh sản thì trong quá trình khi dùng thuốc thì chúng ta cũng nên áp dụng những biện pháp tránh thai hiệu quả và trong vòng trong thời gian điều trị cũng như là sau 3 tháng ngừng điều trị bởi vì thuốc đã được mặc dù tác dụng phụ của nó thì chưa có được chứng minh rõ ràng nhưng mà sự ảnh hưởng trên sinh sản thì đã được ghi nhận và chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta không nên lo lắng mà chúng ta khi mà bị f không chúng ta mua tự ý mua thuốc và tự ý sử dụng thì rõ ràng là nó sẽ có những cái tác dụng không mong muốn từ thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta do đó thì một điều nhắc nhở một lần nữa là khi mà chúng ta bị ép công, chúng ta ngay lập tức đến cơ sở y tế để được khám tư vấn và kê toa thuốc sử dụng monun cho một cách chính xác và hợp lý phục chúng ta dùng đại trà không nên tự ý mua thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta